Trên nền tảng Bồ Tát Bổn Nguyện, theo Thánh Công Nhiên, theo Thánh Nhiên Đức Sự Bố Thí 41, đó là ngày cho Bồ Tát Ma Ha Tát nương quy hằng của Đức Phật, để cho ngài đứng dậy với ta và cùng Đức Phật càng và Đức Thế Tôn. Con xét chúng sinh trong một đạo, phát sanh mình sự bố thí có nhiều phát nạn của người hướng quý trong một đạo, chúng hướng quý trong mười đời, mà đến hướng quý đời lớn trong mười nghìn đời, như sự ấy ta làm sự thế của sinh thế thông dị cho. Lúc ấy là Phật của ngài cho Bồ Tát, ta nay, nay ta ở trong lời chúng hỏi trong giờ đó lại này, mà giảng về sự sánh công đức trân trọng của việc bố thí ở trong nhiều bồ đề. Ông phải lúc người ta sẽ bị âm mà nói nghe theo một thép bạch Phật, chính con người ấy con xin muốn nghe hai nó bảo con người này trong một thép cho nên sao có cái, trong cái bồ đề có cái vị quốc vương hàng tới cùng với chức lớn hàng đại chứng giả hàng đại sắc là hàng đại bà la môn hãy gặp những kẻ nghèo túng cái tật nguyện cam ngộng cái tất nhiên mùng quán cái bánh hàng xung phế xung bậc an toàn như thế nếu những nếu các vị bất vương đó muốn bố thí nếu phải nói tâm từ bi lớn thì phải là vui vẻ tự hào mình thì tay mình đem cố gắng bố thí cho những người đó và có người khác đem cho và lại dùng lại ông hòa dịu dàng ăn ủi nhưng vị bất vương này hàng đó đã vượt lại và có đạt mức cũng nhiều cho một trăm hàng sau cho bậc bảy là sao thế vị bất vương này hàng đó vì ta làm sao bởi vì quân đại hạnh nó có tâm đại từ bi đối với cái bậc cạo cùng lại có lòng vui vẻ tự hào mình để ta mình đang cố gắng bố thí vì thế nên công đức người vì thế nên động chúng lành để nó có như thế này trong trăm nghìn đời đầy đủ những đồ hắc bảo cho đến những đồ hắc bảo cũng là những hứa đi họ dùng đi phục vụ ăn lại mình nói này để làm sao trong làm sao có cái biểu quân cho đến hàng bà la môn gặp chùa hát hòa Phật hay hình tượng Phật chính là về một tác hành văn hay bích chi Phật thì mình hay là sửa sang một bố thí cúng dường hạ biểu vua nó đặng trong ba kiếp rồi bị trời để hết hay là phải đem phút hạ biểu vua nó hay đem công đức vâng là bố thí mà hướng dắt các chúng sanh trong pháp giới hạ biểu vua nó trong mười kiếp họ là được sanh làm vị trời đại bảo hiên vương lại mình nói này này để trong một tác trong này sanh có biểu quân như thế mà nó mong gặp chỗ hát được của đức Phật có sơ hở có xứ và là kinh điển hiện tượng minh hương sập bất giả hiện có hai cái tâm trong bỏ lại biểu quân đó là tụi mình tụi mình đến hơn sửa sang hoặc khiến hóa người khác nhìn chung bố thí và khiến hai được và khiến hai trong người khác cùng chung bố thí cúng dường biểu quân đó trong mình đời là vô chuyển lưng còn những người cùng chung là bị bố thí đó trong mình đời là vô cái nước nhỏ nên là khai nói trước chùa tháp đem công đức mà nói trước về là vô hận thời biểu quân đó cho nên tất cả mọi người đều sanh Phật cả bởi bao bấy công đức mà vô biên đại nói này để thầy mà tác trong lần sau như có cái biểu quân cái này mà mong gặp những người dễ tật bệnh cho đến kết quả nó sinh đẻ nếu chung chung khoảng một niệm chung chung khoảng một niệm có thể là bất lòng từ lớn đem hút mang công đức dùng chiếu bố thí cho tất cả những cái ấy bố thí rất không phải như vậy nó được trong kiếp hành là vô trời thanh cơ trong hành kiếp hành là vô sống trời có dục cho đến trong mình này cho đến không không còn đạo bảo đạo nữa cho đến trong mình này con ta không phải nghe đến tính khổ không là nó có sanh vật cả trong 100 kiếp hoặc là vô trạch tình cơ trong 20 kiếp hoặc là vô số tình trạch có dục không còn số tình trạch bác đâu nữa chung đến trong mình đàn nó ta không hoài nghe đến tiếng khổ nó có sàn vật đạo làm nữa này tâm tách trong trong bước quân và làm sao các bước quân và bà la môn chắc có hai bác nó có thể làm những việc như thế hãy đảm vô lực bất lành nếu mà đem với đứa đầu hướng đầu bà đề hãy không lượng là nhiều ít có sàn vật cả không cao như qua chạp bà môn chạy hết một chân lưng vì thế nên con hát cái con xanh này hay bác nào đó. Vì thế nên này là tại vì thế nên kiến thức cái con xanh này phải làm như thế này là tại vì thế nên con hát cái con xanh này phải làm theo như thế lại nữa này tại vì cái con xanh có cái như có người nam cái nữ nào ở trong ở này Phật pháp nếu hay dành chút ít cho phước lành thì mình cái lông sẽ tóc một cái phế bụi với đất người đã sân họ có lẽ người đã sân họ không phải ví dụ thế nào cho được
Lâu nữa để tao mà thấy cho mình sao như có người, cái nam người nữ nào. Hành tận Phật, hành tận Bồ Tát, hành tận Bất Chi Phật, hành tận Bồ Chứng Lân. Phật hai bốn cái bốn giờ. Hãy thấy rằng quân lực bất lành, hẳn ớt, có dài của người, hoa thư quân thắng với chịu. Nhưng có hai đem có, nhưng hai đem có nước đó, hẳn chúng ta cho pháp giới. Chúng ta cho pháp giới hại. Với lại đó không phải như bạn thế nào cho được. Đại bạn hỏi này đi. Thì ta phải cho sao có các vị cái hình nam người nữ nào gặp cái nữ này gặp chùa hát nhập sinh lý là hờ một nghe một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ăn cầm trân trọng cung kính cúng dường cung kính nghe khen ô hay cúng dường hãy được quả báo lượng vô biên nếu mà hãy nhất hãy phải đem phước đức đó hướng đạo bồ đề à, nếu mà hãy đem phước đức đó hướng cho tất cả chúng sinh pháp giới hãy có được hãy có được của người đó không phải ví dụ thế nào cho được. Lại mình nữa này là mình thấy cho mình sao có cái nam người nữ nào gặp chùa hát cái này là hay cái này là hờ nếu là kinh hát mới hay chiêm ngưỡng lễ lại ngày khen bói cúng dường nếu gặp kinh hát cũ hay phát tâm tu bổ và tự mình phát tâm làm hoặc khiến người khác cũng đồng phát tâm nhưng người đồng phát tâm ra trong 30 đời là vô cái rất nhỏ còn bên đây về chánh đó là vô cái vô chuyển lưng là dùng pháp hành mà giống một cái đất nhỏ vì thế nên người này thầm mà thác lại bài nữa để tôi thấy trường sao có các vị có những kẻ có người hiện nam cùng với nữ nào có hai làm chút được có hai làm chút bất lành ở này có bất lành cho Phật pháp hoặc hoặc hay không dường hoặc tu bổ chùa hát hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng mình sẽ long một cái bụi học cát giọt nước nếu có hay những sự làm như thế của mình là nhiều hay ít chứ phải đem mà hướng cho khắp tất cả các cái chúng sanh. Thầy không biết có những người đó không phải ví dụ thầy có biết có những người đó đến họ từ vô hắn quay diệu thầy không biết có những người đó trong trong người đảng họ sẽ vui hưởng hắn quay diệu trong trong người đảng họ sẽ vui hưởng diệu còn như chỉ hồi hướng cho người trong không biết trong nhà mà tụi mình là được lát thôi được lát thôi ở trong ba đời họ sẽ là hướng quá vô trong ba đời cái là một phần sẽ lành hãy đang quá tốt hãy được hưởng một hãy đang hưởng báo tốt một phần trời hơn để cho mình thấy những nhân đi nhân viên công đức cô sẽ có thấy như thế đó cái này tại một cái bông nguyện nó nói về cái này hàng mặt còn lúc bạc ngàn và đế tôn con thật chứng minh lễ vô lượng bị đại bồ tát để em bậc có chế quả không không phải như bạn đạo khắp mọi loài chúng sanh nghe trong bồ tát đây so với khi bồ tát cho ông nguyễn là sâu rộng bà đấy tôi nghe trong bồ tát có nhiên lớn có sinh có chế quả đây như ngày văn hồn ngày bố hèn ngày quan âm ngày như lạc cũng có hàng trăm nghìn thâm hình để đạo khắp mọi loài để đạo khắp chúng sinh sinh tử nghe trong bồ tát đây nghe tham bảo thế phải hàng nguyện như quá chúng sanh chúng phá độ hết chúng sanh trong thanh tử cho nên số kiếp những kiếp số trong này đã song hành cho nên kiếp số những số kiếp trong này đã song hành
Bạn thấy không? Con quan sát chúng sinh có như vậy này. Nên có đất phương, nên có đất phương Nam trong cõi đất của mình cư trụ. Nên chúng ta sẽ phương Nam trong cõi đất của mình cư trụ. Dùng đất đá cho gỗ miệng các khái khám khái hất. Trong đó có hai hồ vẽ. Cho đến dùng vàng bạc, đồng sắt đúc nát hàng tử của ngài này thành Bồ Tát. Hãy chỗ người đó ở được 10 điều đó như là 10 điều. Đồng sắt đúc nát hàng tử của ngài này thành Bồ Tát. Đốt hương, cúng dường cho người nên lấy ngài khen. Hãy cho người đó ở được 10 điều đất như là 10 điều. Một là đất cái tốt mà hay là có người mãi. Ba là người đó chỉ là sinh của trời, bốn là người đó hiện còn sống sự đất. Năm là còn chứng tỏ cả xa đầu. Không có tài này mà nước về lửa. Bảy là trời sạch về hai tám lĩnh sân hát mộng. Chính này khi ra đất vào có hàng hợp bảy mười là người hợp bất khánh nhân. Và nếu hát thông. Những sân trong ngày sau và hiện tại nay. Ở trong chỗ của mình sẽ chủ có thấy ngay sở của mình ngày nay thầy mời tất nhiên thấy hành đất như vậy. Biết ngay nay là phải còn lúc phát ngàn. Và nếu hát thông. Nhưng mà sao chúng ta nào ở trong mình có chỗ cái điển này cùng mình tưởng của Bồ Tát chúng ta nói là có thể đọc tụng kinh này để có nhiều tưởng của Bồ Tát phải có nhiều mình là có con trong lúc hồn người đó làm cho tất cả sẽ thay hỏi như nước lửa chạm cướp thì nó đang nhỏ hay để thu sạch nó có Phật bảo ngày này khi nay đi hàng ngàn hoặc là có ông cái hàng khác ra bằng bị cái sao bị biết ra trong có vấn đề đàn nhỏ ông hỗ trợ cho đến trước đó nó mẹ cha la gõ hóc cho đến khỏi cây cái đó nó mẹ cha la gõ hóc cổ báo đều nhờ đều thể nói sức hẳn của ông cả nên mà thương bày những sự đích của ngày đi tại một tế thầy thầy công đức thầy quay hàng ngày công đức của ông hẹn cho mình là chẳng hơn lớp hơn ngày đi hẳn nhưng mà sao như có người nam người nữ nào có thể cũng hiện tượng của Bồ Tát còn là tổng kinh để cho bọn các bông đọc tổng kinh đến này chỉ có hai lần hay một vị trong kinh này thì mọi tác bông nguyện nó dạy em nên dùng em nên ủng hộ người đó làm cho tất cả cho đây sự tai nạn cũng như việc không hợp ý đến ngày nay tao là để cho phải chịu cho phải những người mạnh hoặc người đó cũng có hàng quý hộp của phẩm vua nó hết là của chư thiên ủng hộ người đó tại sao lại ủng hộ cách nó như thế tại sao lại ủng hộ cách nó như thế tại sao lại ủng hộ như nào tại sao lại ủng hộ một cách đó là như thế cho vì những người đó chỉ muốn hành tổ nhưng để hành tổ của Bồ Tát và đạo tụng kinh điển không phải như bàn này tự nhiên được giá ra khỏi biển khổ và chứng cảnh vui nước bàn vì thế là đã ủng hộ một cách đó là như thế. Cái này là một thức phóng nguyện. Một thức phóng nguyện tuyên cáo. Đó là trở nên một của đất thức phóng nguyện cách cho mình bất tình sáng lắm. Vì là tình sáng sắc chắn, tình sáng sắc chắn lắm. Tình sáng làm tốt, sáng làm tốt đó, tình sáng ngọc lắm. Tình sáng sắc tiến lớn. Tình sáng sắc tiến lớn. Tình sáng sắc hồng lớn. Tình sáng mật lục lớn, tình sáng mật hệ lớn. Sáng tướng mê lạnh, sáng tướng mê lạnh lớn, sáng tướng nghìn vòng tròn, sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, sáng vòng tròn bé, sáng vòng tròn bé lớn, sáng một sáng một trời, sáng vòng một trời lớn, sáng vòng một trang, sáng vòng một trang lớn, sáng tướng biển, sáng tướng biển lớn, sáng tướng mê biển, sáng tướng mê biển lớn. Để trên môn phóng ngay rồi sáng như thế xong, để nó gây cái vị trí vùng ở đó chúng gần, để ta chúng trời gồng. Cũng phải nhớ lắng nghe hôm nay ta cũng chưa đâu lại bên ngoài cái khán sự không phải các bạn nghe lớn trong hàng trời người nhưng sự không phải các bạn sự những hành động thánh nhưng sự những hợp địa sự với con lực sự là đạo bảo cho nên cái nhắc người trong một tác hai quái âm hạnh đó là phần đó là cho nó vừa chút tiếng cho họ không bị đạo bảo tác hay là quái âm để cho người nó nhiều để người nó vậy cũng người có chút thân các bạn đó càng và thế thôi ngày thầy mà thấy có đủ đức rất là bi lớn ngày thân xuất chúng sinh mất phải khổ trong mình mất thế giới ngày cũng hiện trong mình mất thân và cũng rất là sắp hại cho các nghe bài của ngài có đã từng nghe đức thế thôi và có lượng chư Phật năm mươi phương các mình đồng lại nghe khen ngày thầy mà thấy đây có được nên người được nghe thế thôi dạy cho các đức Phật học bất cứ hiện tại và học bình lai nói công đức của ngài
Nghe là tầm đó chân chân thấy nó hết. Vừa gọi là được nghe thấy thông báo. Có cho chúng gần. Các bạn có thể nói sợ chúng thấy bên ngày. Nhưng sợ chúng này là một tác. Có thể nói thông thì bi. Mình sẽ không sẽ nói tại bên đây mà tôi nói sợ chúng thấy nghe bạn. Mà tôi nói sợ chúng thấy nghe bạn ngày này thế. Là một tác. Sẽ đó chúng thấy bên ngày. Sau này hiện tại bà đây bà tiên nói thì nó chỉ đang như vậy người này thì mình thấy là mấy tháng một chút dài gồng với nhau chim lấy lại cái khen chim lấy cái khen người này thì mình thấy là phước lành mà nó phải thấy hết mỗi khả nó rất là có ngày quá hết mỗi tác ông có nhìn có lắm bác sinh không có ta bà các hàng trời người các hàng trời gồng hoặc năm tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ nếu tất cả chúng sanh mắc phải khó trong sáu đường nếu có người nào nghe là nếu có người nào nghe hiểu của ông hay thuộc của ông hay mấy tên ông cùng hay ngày ông những tên đó ở nơi đạo bộ chính giác cho còn phát triển rồi sao thật có trời có người đổ xu vi diệu cái nhân quả thần học thì là họ ký cho em sẵn lòng từ bi lắm em muốn vui đỡ tất cả chúng sanh phải là chúng sanh phải chắc là chúng sanh tâm chúng trời gồng mà muốn nghe ta nói những sự lết chẳng hãy nghe bài của ngài này thành Bồ Tát anh nói lắng nghe cho kỹ người ta sẽ nói đó ngày với Bồ Tát bạch Phật vâng Bồ Tát tên cho con vâng Bồ Tát tên con xin con muốn nghe con muốn nghe Phước Trời con muốn nghe Phước Trời đây đó ngày chồng các bạn còn Phật đây đó các bạn có ngày đấy đó có Phật có ngày với Bồ Tát ngày với Bồ Tát trong này sao nhớ không nhưng chúng cái không phải thế giới cái hiện tại này là vì tại sao có vị trời nào không có trời đó mãn nên khi đây nơi hơn có cái phải đạt được trong cái đạo vị trời đó gặp và gặp và nghe tụng này là tụng và cái hiện tượng này là tụng tác và nghe tụng này là tụng tác cái vị trời đó bậc nam bậc nữ và cái hiện tượng này là tụng tác nghe thì nghe tụng tác một chiều một chiều ngưỡng một lễ lễ hàng phía trời đó càng có lớp bức trời không còn cái ra là còn chẳng có chẳng có bác đạo không còn có bị đạo chẳng không còn bị đạo và ác đạo bác đạo không như là có người nào nghe đến những người này tới Bồ Tát người hay tưởng nghe thầy Bồ Tát là dùng hương hoa yêu phục học báo đuổi ăn phá đổ ăn cúng dường này thành Bồ Tát thầy người này đang vô đồ với công đức bất lợi năm mình đang vậy lại bài nữa là mình đang quan Bồ Tát cho mình sao trong cái thế giới phải thầy này phải ra sao những ngày chúng sanh trong sáu đường có người nào sắp bên chung cái sắp bên chung mà đang nghe theo cái người này trong tác hắn vô lỗ tai thầy cái nó được người nói là hãy nói hãy khỏi chúng mất đạo tôi nói khỏi chúng mất đạo không gì là không gì là lúc sắp mang chung hãy không biết trong nhà nên có cái nên nhà cửa có cái vật phá y phục nên nhà cửa có cái y phục báo mình làm có chi phí có người sắp mang chung mà làm có chi phí để tôi đắp hai hồi bán trong người này thành một tác gọi cho người bệnh và có hết tai nghe mấy gần hàng ăn quyến nhà cửa vật báo về mình mà tôi với anh thượng của ngày này thành một tác hãy những người như thế nhờ ý tổ chức tập anh ấy hãy người sống trong đó những người 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 bị nghiệp báo người đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng phải giật mức này thì được làm mình tốt hơn lâu
những người đó. Còn nếu người đó có nghiệp báo, có mày nó hết, có đủ cái tật chứng, nghiệp chứng, nó có đủ cái tật chứng, cái đạo ác đạo, xong rồi có lúc này, thì có một cái chạy con người, thì để cho test xong một cái chạy con người, đúng, mỗi người hắn vi diệu, mỗi người hắn vi diệu, cái đề tải hay đề tôi sạch, sáu tiên vong được phước, làm nó này đi ra một tách, làm nó là quay một tách làm sao, có cái năm tưởng người nó như thế nào, một lúc còn muốn mất, một lúc năm ba tuổi, một lúc năm tuổi, một lúc số một chiếc mắt cho mẹ, cho nó chiếc mắt anh chị em, chiếc mắt anh chị em, nó sẽ không lớn, nó tại nó cha mẹ, còn không biến không có ra được một chỗ nào, một xanh, một thấy như nào, xanh có cha nào, người đó nếu thấy là bạn tập cái này để tập người đó như thế là bạn tập cái này để tập một tác cho nó nghe danh hiệu của ngài và chờ một lần chân ngữ một lần đánh lễ cho một ngày cho nó ban ngày đừng có hát tâm ban đầu nghe danh hiệu của hành tượng chúng ta cúng dường hay những người hay những ngũ phụ sống khắc của người đó nếu do hát nghiệp ban đầu mà chúng bác đạo hay là công đức ta phải hành tượng của ngài trong một tác và trong lễ cũng như có con cái hay của anh em chị em nên là nặng giải thoát và hai cái mắt này là giải thoát sẽ nên có cho con người không có vui không vui chịu cần những người cần những người không muốn ta sống bất kia em sống có con người đó có bất lành được sẽ nên có trời con người không có vui không vui chịu rồi nhờ cái bước này nên nhờ cái bước này là cần thêm lớn được nhau và bậc khánh gặp nhau và bậc khánh hưởng vui là quá vui nó vui hưởng vui là quá vui để mình nãy là quán mùa tết hãy quên lượng bóng vui nhưng người đó là phải nhưng người đó là 221 ngày nhưng làm chứng niệm nhưng làm chứng lễ hành tượng của người này là mùa tết nhưng làm niệm người này là mùa tết nhưng làm chứng lễ hành tượng của người này là mùa tết mà niệm mình đang mà niệm mình đang có đóng một con biến để một con biến số một con biến họ sẽ là ngày tàu tác hiện không qua biên bắt phải người ăn biến bắt bảo chỗ trong ba cõi nơi cõi của hàng muốn số các kia đã xem về nhưng nó là 201 nhưng nó là 200 mỗi ngày để mình hiểu của ngày này tàu tác một mình biến lên đến một mình ngày họ sẽ là ngày tàu tác sẽ bị hàng tại chỗ đó hồi vào trong đời hiện nay mới là một cái nhà không còn cái cái bên khổ cũng là cái tay hay là mới là mình cây giật không có cái bên khổ cũng là mình thứ nếu mà làm cây giật không có cái bên khổ cho đến thứ tay bạc còn không phải vẫn cứ nơi đến hướng nơi đến nơi hơn năm thì mình với sáu lại về nữa đều quay màu sắc và đều sao nó có cái hình nam người nữ nào bảy người nó sắm hành lại về nữa quay màu sắc trong đời sao nó có người có cái hình nam người nữ nào muốn phát triển từ mình có được muốn có được chúng sanh
muốn có trạng vô hồn chính giác, muốn có tâm giới. Những cái người đó mà gặp bạch nghi hiệu của ngài Đại Tạng, và cái hiện tượng bạch nghi hiệu và cái hiện tượng của ngài Đại Tạng Bồ Tát, rồi chiếc tâm quy y, đem hương hoa y phục, hương hoa y phục đồ ăn để cúng dường, để cúng dường cho người đến lễ, để cúng dường cho người đến lễ, và cho bên cầu có cái hình nam của nữ đó mau được thành tựu, không bị chướng ngại, làm lễ này với Bồ Tát. Vậy cho làm sao có cái nam người đấy là muốn cầu cho mình bớt đều nguyện, cho mình bớt sự bệnh tại và bị lai, muốn cầu cho mình bớt đều nguyện, cho mình bớt sự bệnh tại và bị lai, cả chính nam nguyện cho người đấy lấy cũng như cái khen thành thật của người này trong Bồ Tát, hàng mấy chi và còn chi hay được được tại những chi và còn những chi và còn những chi hay được tại ý, tại còn mình rất là để thành Bồ Tát còn rất là bi, cũng lắm họ mới cho đến cho ba điện ngủ vui vẻ luôn luôn, ba hai điện ngủ vui vẻ. 8. Tên này nó ổn vui vẻ. 8 được chiếu huệ. Làm nữa được quen một tác trong này xanh có cái nam người nữ nào xanh là trân trọng bất nói với kinh này xanh làm trân trọng nói với kinh này là hờ phát tâm với thân nghiệm là tụng kinh điển ấy và gọi đồng bảo sư và nhẹ như chưa cho tập như là bảo ngồi cho đến các thác nam nó không được tụng được cho đến các thác nam nó không được tụng được do vì những người nam những cái nam đó do vì đời trước không có do vì chiến lược do vì không được chiến lược chưa sạch chiến lược chưa sạch nên là cái này là hơi không đang độc tụng do vì có nghiệp chiến lược chưa sạch nên cho nên là thời không có công năng độc tụng cái như người này như thế này là Bồ Tát hay tôi có nghề là thành Bồ Tát bây giờ một lần chúng tôi cũng lễ để mắt của tôi cũng kính về đó với Bồ Tát nhưng không có ai gọt đồ ăn hợp báo tất cả đồng hóa cụ cũng như Bồ Tát cũng như tôi Bồ Tát rồi nhưng một cái nước trong là chứa tượng Bồ Tát một ngày một đêm sau đó chúng ta cũng kính hạnh để uống xem mặt về hướng nam. Khi nếu vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước sâu với cổ tâm ngụ hịch tại dâm và cái vị hà trong một trong 7 ngày cho đến 21 ngày. Người đó chúng chim bao, cái nam người đó, chúng chim bao, hay đi tại Bồ Tát, hiện ra vô biên, cả nước, cho đến người đó, ok, thế vậy thì là thông minh, một bên nghe đến những cái này hồi ấy thì sáng nhưng mà không bao giờ còn bao câu kệ nữa, chính cái này lại bị nói là quen mọi tác trong này sao như có người nào ăn mặc không đủ còn chỉ cũng không toàn nguyện hết thân nhiều tập bệnh và nhiều sự không si và nhiều không si nhiều không si này có không bị ngổn với hộ chi này nên cái sự tập bệnh nó có nhiều lây hơn chân nên cho giấc mộng có kinh sợ cho nên cái sự tập bệnh nó có nhiều lây hơn nên cho giấc mộng có kinh sợ. Những người này nghe hiểu người này tập tác hay tập người này tập Bồ Tát nên với tâm cung kính thì đúng một môn biến được cái môn kính được đúng một môn biến hãy những sự tồn tại ý danh đó sẽ sạch thành lần người này ăn vui ngồi mặt cho giặt cho đến khi mà ngủ trong đến cho hai điện ngủ vui vẻ luôn cho đến trong chim bao hãy được ngủ vui vẻ hãy đều ăn vui luôn để ngủ phải không? 10 10 hỏi hiếm nguy làm nữa nào với một tác trong đời sau nếu có cái nam người nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công chuyện tư hoặc nhân sự sinh phụ tử hoặc nhân người chắc là phải vào trong rừng núi là qua sông bực biển hay qua sông bực biển gặp nước phục lớn và sẽ nghe đường hiểm trở người đó trước khi đi niệm lại như thế này nên niệm như thế này chắc một con biến để thấy hành đi qua nơi nào chỗ nào để có cái vị hành
Anh hiểu vậy, anh hiểu vậy. À, lúc đi đứng khi nằm ngồi anh cũng vui vẻ luôn à. Đến nhà gặp làm sói thì tưởng nhưng tất cả cái độc hại cũng phải hạ phản với người đó được. Nếu vào ban ngày với một tác ngày tầm tác có nhiên cái lớp chúng ta mới có những bồ đề thế nào bạn sự thấy hình như ta ngày tầm tác càng lớn hại dọn nó xuống xuống không bao nào nó cho hết được. Này với ông tác về thế nên mình có ông nên ông nhìn mặt ông khuyến mấy người đó dùng là có ông mới chuyện kênh này là như tất cả chúng sinh với ta bà đây với ta bà ở đây trong mình kiếp hỏi đừng sợ em vui luôn bây giờ đối với tôi nó cũng gần ta xem bị thành sắc quay hằng kiếp số hằng xa khó ta chẳng hãy nghe một niệm chim ngưng lễ cho người lấy sợ không ngần hoặc gần mặt hằng cùng nam nữ qua thần xích xa và nàng nữ chứ không phải sinh hân tôi là không nhiều thì tôi giữ cha cho mắt mẹ cùng cha quên đại cho em có kìa nếu không biết đến thì không biết như này ở đâu là vật giả một giá thôi là sẽ hành không có gì để bị chân lành 21 ngày luôn để bên hiệu một tay hàng đến bên mình nhưng người muốn hộ ở nơi nào đầu sơ biến hộ cũng nghe mau đầu sơ không nghe mau nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng hóa kiến bồ tát được trao bồ đề vô hộ muốn tu hành muốn nghe ba pháp có thứ sanh người này đã có lòng bi lớn. Nghe bài khỏi khỏi đó sao người này nó phát lòng bi lớn cái này trên đây là sẽ hành cảm ơn gì đây à, người này nó phát lòng bi lớn cũng như cái phát lòng hành nghiệp chướng chẳng hạn như chứng đạo môn như môn ước sáu viên hành các phát tâm tập kinh sách muốn độ chúng sanh khỏi tai ác và lập người lớn chẳng nghe bài đọc rồi mình gọi luôn sắp mắt ngày nghiệp chứng nó làm mê hoặc là hậu đời kinh khó mời về y phục cũng đồng cầu để tặng có hương hoa dùng cho nó trong một chiếc tượng cách một ngày đêm muốn lấy uống ăn trong dòng thanh lầu ăn chậm không có thân ngồi tại dâm cùng giới luôn trong 21 ngày chúng sanh ngồi tại nhân cũng nhớ luôn nên làm ăn chẳng cũng nước thân và tại dâm cùng nhớ luôn nhưng mà hình ảnh không dùng hiểu và là nặng chứ không nên tại dâm cùng nhớ luôn nhưng mà hình ảnh không dùng hiểu và là nặng chứ không nên đại hợp anh nhưng mà hình ảnh không dùng hiểu chứ còn là chứ không nên tại hồi con giống như người ta nhìn phải là sáng chứ chẳng sai chính nhờ sĩ quan lớn và biết một cái có ngoại tài chính là cái ngoại tài có nhiều người là ánh đau chúng sinh là khổ lệ ánh đau có nhiều người bạn người lệ nhau muốn mang một mì không mang giấc còn không muốn không không cho được đầu những được nào gấp làm chung lễ để tặng ngài bao nhiêu việc khác hãy tiêu ngay những đứng trên ba lệ ăn cáo của hồng phù hộ của như xài muốn qua sông biển đến núi gần cầm có độc độc nguy chặt đón đường cái thằng ác quỷ mua gió dữ gì nó con lan có không lường sắp sửa cây đi tới chỗ tận của mình chim cũng gần cái nhỏ cùng chim ngưỡng nó gần có chim cá có vào trong ác ta sẽ sập thành hàng ăn sớm mấy người lúc nghe thấy nó gõ thì chạy vô hầm quay lần lần đó mình hầm đúng mình đó những cái vật đang gọi ông tiên sĩ đầy sức nọ nhưng người nghe tới này tiền danh hết làm chung lá tầm hành hằng hoa uống như phục chân niệm bắt đặt mới điều lành nếu hai năm sau học pháp giới có hành hoặc sinh tử khỏi mấy năm nên biết cái bài chỉ sức bằng sai nhìn nước khỏi.
Đặc biệt trong đó được vật những cái tài sản bạn sẽ có hàng địa tạng để bảo thác mà dạy rằng đề tài thì là con không mấy bạn đó tôi không mấy cái bạn với hẳn không mấy bạn chứ thật chứ vợ con hỏi cái bạn mình đã có không mấy cái bạn thì chắc là phải mời phương tin mình khen tin nói sẽ hiện các bạn có ông trong chân người cũng chẳng hết đặng thì đề tài hôm nay ta ông nhớ hôm nay ta cũng trở lại nếu họ có trong người mới có tiếp với cái tất cả và đại bồ tát không chúng chàng người đây nên đem cái hình chúng sanh một lần nữa đây với hàng chúng sanh ai trong người đó chưa có và có mà giao phó cho ông âm cho đến chúng sinh đó phải đạo và đạo dành một giờ cho một đêm không nên để cho chúng đạo lạc địa ngục vô giác địa ngục tại cho mấy sẽ có trong kiếp mới muốn kiếp ơi thì mấy đạo vào địa ngục a thầy mà nói người muốn kiếp không là muốn khỏi ơi người ta sẽ có chúng sinh như quyết định nó có chúng sinh như quyết định không định còn nhiều điều hay hết 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 nó phải tâm định nhưng mà không làm điều hết hết còn như ấy là nó tăng trưởng bị hết nhưng mà lấy đó anh ta phải chia hình này cho mình mất để hai đoạn hay cái chúng nói là cái này là giải thoát thì tại hôm nay đang cần những cái người giúp đỡ ông cho sang những cái hiện trạng người nam nữ nào chẳng biết có chẳng biết có lẽ cho Phật pháp âm như hồi lúc có ông để cho người đó tu tập là nó hạnh vô hưởng cái đó mới hấp để phải nói này tại biết trong sang có người như có hàng trăm người như có cái nào sắp đã vào hết đạo nhưng có là phải theo nghiệp phải báo mình đã bắt đạo nó sẽ bị đã bắt đạo một đích mục nếu đại niệm nếu có thể niệm đặng như thiện một đức Phật như thiện của một Bồ Tát còn không cái nến hờ hệ em nên dùng đất ông có những chúng sinh đó anh hiện ra trước cái đó phá thành địa ngục làm những chúng sinh đó nên có trời nó sẽ vui không bị dịu nó đang hơi thở mới tại gần để đây là sao chúng mình nhân ta gần nhau để bắt ông mình đang không bị nó hỏi gì đó mình chết đã đâu xong mình chết đã đâu trong mà thấy không chỉ nó là nghệ thuật tác mình phải phải gần nó là nghệ thuật tác mình cứ tập còn phải gần mình thấy trong sự vật chơi lo nên làm sao những cái hình nam của mình nào ở trong một pháp nên làm sao những cái hình nam của mình nào và tâm xuất hiện ở trong pháp cho các bạn cung kính không không mà trong pháp cho các bạn cung kính không cũng nhầm trong nhầm trong phương tiện đấy đạo hát này đó là cho ba đại giới sách ba đường sinh tử không nên là người Việt Nam người nước nào không nên là không nên là nghe cái việc lành và nên là tu hành tự nhiên ở đây đạo hỏi chính chắc chắn không còn khó chuyển phẩm số ba hay không tạm bạch hỏi nó là không tạm bạch cùng rất là gần và nếu tôm thì khi đấy không chịu đâu lại đây nhưng nếu tôm ngày khen sự vui hạnh lớn sự vui hạnh quả thực còn mấy bạn cũng nghe được tâm bồ tát nhưng mà sao có những người nên con đấy nào nghe hiệp này nghe kinh điển này và nghe hiệp người này trong bài tác hóa được người này trong bài tác và muốn hoa yêu cuộc gọi ăn được báo mà bố hết cũng dường cho người đó lại người này trong tác hại người đó còn ngã được bây giờ là đất có mong mắt không có sẽ tập với sông xanh hay tập với lai mà nó được vẽ cho nó còn có người này trong bài tác nó còn có người không tại bài tác trong này nếu mà nó nghe cho kỹ ta sẽ bị ông mình nó gọi việc ấy cho là sao có người Việt Nam còn người nữ nào nhưng cái này hay tự người này tạo Bồ Tát nghe hiểu người này tạo Bồ Tát nghe cái này chính là tụng kinh nghe cái này chính là tụng dùng hoa y phục đổi ăn mặc báo mở thấy cũng nhiều ngạc chim ngưỡng ngạc khen chim lễ thầy cái ấy được 28 lần ít như sau đây một cái hàng chạy cầm mừng hộ niệm hai quá là cả thêm lớn ba chim nhân vô hồng cổ thánh bốn mới không bắt đầu vào đề năm một cái lần một có nghi ngờ đầy đủ sáu lần mình tập đến nơi hơn bảy khỏi tay này mình đúng vào lửa tám không có bị hại vào trong cướp chín cái khác sẽ là con kính mười
Thường là cái bị hận hậu vệ 11 ngày sau cái chuyến hành ăn chay 12 sẽ là con gái cái bạn giải 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 đại hận 13 hắn có xe đẹp 14 nhiều xem có trời 15 hận của chúa 16 cái xếp đến bị đời trước 17 có một chân được tẩy 18 hội ăn vui 19 ngày lúc là có hận hậu 19 cái tao bắt đầu giết sạch 20 cái ngày bắt đầu giận hẳn 21 gì đó cũng được không bị chán ngại không chán ngại 22 bên này cho ba ngủ vui vẻ 23 người người hiện tập có việc người hiện tập đấy một phút nếu cái tài được khắc khổ 24 nếu có nên chưa có bất hạnh sẽ mà khó có bất sướng và sẽ mà có bất sướng 25 cái bậc thánh người sang 26 cái tới thời gian minh 27 giờ làm từ mỗi 28 có bất hạnh phật bây giờ lại về nỗi này không cho thấy nên sao các hàng chạy còn bí hận có mà nghe mà thấy tưởng mình mà nghe kinh này còn mấy tụi người đẹp hồ ta mà nghe danh nghe kinh này mà nghe tụi người đẹp cho mồ tát anh lan tụi người đẹp cho mồ tát mà nghe các sự về người tu hành của người đẹp cho mồ tát mà người khen chung lễ hay cái được bảy điều như sau đây một mau chứng bậc thánh hai cái tội ác tiêu diệt ba cho phật đã ủng hộ bốn mới không mắc là bồ đề năm nhóm biết được về đời trước năm mỗi lực sinh trưởng sáu nhóm biết đời trước nhóm biết về đời trước bảy ngốc với hành phật đại hội tấn hán bây giờ bắt khai thế bắt khai thế tất cả vi phật và đại bồ tát cũng có mấy chú chạy gồng cho mình quên đi bắt hỏi đó nghe nói trong niệm phật và nghe nói trong niệm phật hãy xem trưng bày sự vật hành lớn có người đẹp trong mặt tác nhà xe này thì không có nó chỉ có lượng nó chỉ là lại với bình hương hoa nghe chú ngọc cũng nhường nó trong vật này trong xong rồi tất cả chúng trong họ đều chắc tay đều chắc tay chim lễ mà nuôi ra cái này trong mặt tác cũng nguyện với hạ hết bổn hại để tại sao như nó kinh tại tại cái mặt cảnh xanh tại đây tâm nhân hợp với là vô cùng với sự pháp bên xanh nam mô hồng trụ học không tăng nam mô hồng trụ không tăng nam mô hồng trụ không tăng nam mô đại nguyện niệm tạng bồ tát nam mô đại nguyện niệm tạng bồ tát nam mô đại nguyện niệm tạng bồ tát ma ha tát ha 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 bồn sanh mô đi so ha